Ôi, mình là Yến Chi, rất vui được gặp lại mọi người tại kênh của Mr. Zero bóng đá vừa nhộn. David Beckham và những pha chuyền bóng 40m bị thất truyền. Gần đây, David Beckham đón sinh nhật lần thứ 45. Cựu siêu sao người Anh đã trở nên là một hiện tượng của bóng đá một thời. Nhưng ít ai biết, Beckham không những nổi tiếng nhờ đá bóng giỏi mà nhờ những yếu tố khác. Tạo thương hiệu đậm nét từ những quả đá phạt, khả năng truyền xa và tạt bóng đỉnh cao cộng với vẻ ngoài điển trai đã khiến Beckham trở thành người hùng bóng đá một thời. Cùng điểm lại David Beckham và những pha chuyền bóng 40m bị thất truyền. Nếu thấy video thú vị, đừng quên bấm nút like, share và subscribe cho channel của Mr. Zero để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh của chúng mình. David Beckham đã đi vào tâm trí của những người hâm mộ làng túc cầu với khả năng chơi bóng đỉnh cao ở trên sân. Cùng với đó là sự công nhận rộng rãi trên toàn cầu về một thương hiệu quảng cáo thượng hạng và là biểu tượng của thời trang cao cấp. Bằng chứng là hai lần anh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA và vào năm 2004, Best là cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới. Ngoài ra, cựu danh thủ người Anh còn là chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trong các chủ đề về thể thao của Google vào năm 2003 và 2004. Ở cấp độ câu lạc bộ, Beckham từng kinh qua các câu lạc bộ lớn là MU, Real, AC Milan và PSG, qua đó mang về cho anh bộ sưu tập nổi bật bao gồm 6 chức vô địch Premier League, 1 UEFA Champions League, 1 La Liga và 1 League One. Ở phương diện đội tuyển quốc gia, Best là đội trưởng của Tam Sư từ ngày 15 tháng 1 năm 2000 đến ngày 2 tháng 7 năm 2006, ra sân 115 lần, trong đó 58 lần với tư cách đội trưởng và đóng góp cho tuyển Anh 17 bàn. Và hôm nay, hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng những đường bóng mỹ miều được vẽ lên từ đôi chân hoa mỹ của Best qua video David Beckham và những pha chuyền bóng 40m bị thất truyền. Trong những tình huống nhận thấy sự áp sát quá đông của các cầu thủ đối phương bên phía cánh trái, bóng trong chân của Beckham dễ dàng được luân chuyển qua phía cánh phải cho Luis Figo bằng đường chuyền rất mượt như thế này. Pha bóng cho thấy óc quan sát tinh tế của Best cùng với đôi chân rất chịu hợp tác khi đưa bóng đến địa chỉ mà cầu thủ sinh năm 1975 mong muốn. Trong những trường hợp nhận bóng mà có ít khoảng trống khi chịu sự vây bắt của 4 cầu thủ đối phương, Beckham vẫn cho thấy sự khôn ngoan khi biết người biết ta để truyền bóng về cho đồng đội phía sau trước khi di chuyển thông minh, nhận lại bóng và dễ dàng qua người. Đến khi đã có khoảng trống và tầm quan sát, Best mới tung ra đường chuyền đổi cánh đầy chính xác cho người đồng đội trong pha bóng này. Với khả năng đọc trận đấu tuyệt vời, cũng như có đôi mắt quan sát tinh tường, Beckham đã nhận ra sự băng lên của Santiago Solari sẽ loại bỏ được hàng phòng ngự đối phương và trong tích tắc, danh thủ người Anh đã tung ra đường chuyền vượt tuyến đầy thuận lợi với đà băng lên của đồng đội. Thật không thể nào tưởng tượng được thứ gì tuyệt vời hơn
khi Beckham cầm bóng ở tuyến giữa và thực hiện những đường truyền chết chóc lên phía trên, nơi mà những Zidane, Ronaldo de Lima, Raul Gonzalez trên hàng công đang chực chờ. Và trong pha bóng này, huyền thoại Zidane đã biến đường truyền đẳng cấp của Best thành một pha kiến tạo khi tung ra cú volley một chạm làm tung lưới đối phương. Và hãy cùng xem đường cong mỹ miều mà Beckham đã dựng lên từ phía cánh phải để dọa khung thành đối phương, khi bên trong đã có một Ronaldo de Lima với bản năng săn bàn thượng hạng của mình, chỉ chờ bấy nhiêu đó để tung cú đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ thành đối phương và mang lại niềm vui nhân đôi cách biệt cho Real trước đối thủ Sevilla. Beckham lại tiếp tục vẽ lên một đường cong mê hoặc để đưa bóng đến chân của Zidane ở bên phía cánh phải trong pha bóng này. Best quả thực là tài năng có 1-0-2 khi đối thủ để cho cầu thủ sinh năm 1975 đủ thời gian quan sát và khoảng trống để chơi bóng, thì đường truyền của Best cũng chẳng khác nào một án tử cho chính đối thủ của anh. Beckham với sự biến hóa trong lối chơi và sự linh hoạt tùy vào tình huống để tung ra đường truyền kết liễu đối phương. Nhận thấy pha thoát xuống của Ronaldo de Lima trong tình huống này, cựu tiền vệ người Anh đã nhanh chóng tung ra cú chọc khe loại bỏ ba hậu vệ đối phương và người ngoài hành tinh đã không bỏ lỡ cơ hội với cú ngoặt bóng và cứa lòng chân trái ghi bàn cho Real. Trong tình huống này, hai người đồng đội của Best cũng là hai sát thủ khét tiếng trong vòng cấm như Ronaldo và Raul xuất hiện trong khu vực 16-50 của đối phương. Sau khi nhận bóng bên cánh phải, Beckham nhanh chóng thực hiện cú treo bóng đầy ý đồ vào trong với sự truy cản ráo riết của hai hậu vệ đối phương. Pha đánh đầu của Raul không được như ý muốn và bị thủ thành trong khung gỗ từ chối, và rất tiếc pha đá bồi ở góc hẹp của Ronaldo sau đó cũng không thành công.
Khi khoác áo Real thì khả năng cao siêu sao điển trai này sẽ là người chịu trách nhiệm thực hiện những tình huống đá phạt cho kiền kiền trắng. Và bàn thắng mà Real có được sau pha tạt bóng đầy khó chịu từ phía cánh trái của Beckham trong tình huống này đã lý giải vì sao anh luôn được tín nhiệm với vai trò này. Với cái chân phải ma thuật của mình, cho dù nhận nhiệm vụ đá phạt, phạt góc trái hay góc phải đều không thể ngăn cản cựu danh thủ người Anh kiến tạo cho các đồng đội ghi bàn. Và trong tình huống này là cú treo bóng từ phía cánh phải đưa bóng bay với quỹ đạo khó chịu và đặt đồng đội vào tư thế không thể không ghi bàn để rồi mang về niềm vui cho các Madridista. Theo các bạn, cái tên nào xứng đáng để trở thành truyền nhân của Best trong làng túc cầu hiện nay? Đừng quên để lại quan điểm của các bạn ở bên dưới video cũng như ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại!